Bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất là hiếm có. Điều phục chúng đại Bồ Tát, chẳng cho tâm cống cao, có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Phật hỏi trời Đế Thích: Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa, điều phục chúng đại Bồ Tát, chẳng cho tâm cống cao, có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí như thế nào? Trời Đế Thích thưa: Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi hành bố thí Ba La Mật Đa thế gian, nếu ở chỗ Phật mà hành bố thí, nghĩ như thế này: ta cúng cho Phật, hoặc khi bố thí cho Bồ Tát Độc Giác Thanh Văn, những kẻ côi cút bần cùng, già bệnh hành khất xin ăn, thì nghĩ: ta thí cho Bồ Tát đến cả ăn xin, thì đại Bồ Tát này vì không có phương tiện thiện xảo, tuy hành bố thí nhưng với tâm cống cao nên chẳng thể hồi hướng trí nhất thiết trí được. Bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa thế gian mà nghĩ thế này: ta có khả năng tu hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc cho rằng ta có khả năng viên mãn tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì đại Bồ Tát này vì không có phương tiện thiện xảo, tuy hành tịnh giới cho đến bát nhã, nhưng với tâm cống cao nên chẳng thể hồi hướng trí nhất thiết trí được. Bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành bốn niệm trụ thế gian mà nghĩ thế này: ta có khả năng tu hành bốn niệm trụ, hoặc cho rằng ta có khả năng viên mãn bốn niệm trụ, thì đại Bồ Tát này vì không có phương tiện thiện xảo, tuy hành bốn niệm trụ nhưng với tâm cống cao nên chẳng thể hồi hướng trí nhất thiết trí được. Bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà nghĩ thế này: ta có khả năng tu hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, hoặc cho rằng ta có khả năng viên mãn bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, thì đại Bồ Tát này vì không có phương tiện thiện xảo, tuy hành bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nhưng với tâm cống cao nên chẳng thể hồi hướng trí nhất thiết trí được. Bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành không vô tướng vô nguyện giải thoát môn mà nghĩ thế này: ta có khả năng tu hành không vô tướng vô nguyện giải thoát môn, hoặc cho rằng ta có khả năng viên mãn không vô tướng vô nguyện giải thoát môn, thì đại Bồ Tát này vì không có phương tiện thiện xảo, tuy hành không vô tướng vô nguyện giải thoát môn nhưng với tâm cống cao nên chẳng thể hồi hướng trí nhất thiết trí được. Bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành tất cả môn Tam Ma Địa, môn Đà La Ni mà nghĩ thế này: ta có khả năng tu hành tất cả môn Tam Ma Địa, môn Đà La Ni, hoặc cho rằng ta có khả năng viên mãn tất cả môn Tam Ma Địa, môn Đà La Ni, thì đại Bồ Tát này vì không có phương tiện thiện xảo, nên tuy hành tất cả môn Tam Ma Địa, môn Đà La Ni, nhưng đối với tâm cống cao nên chẳng thể hồi hướng trí nhất thiết trí được. Bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành 10 lực Phật, 4 vô sở úy, 4 vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà nghĩ thế này: ta có khả năng tu hành 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc cho rằng ta có khả năng viên mãn 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, thì đại Bồ Tát này vì không có phương tiện thiện xảo, nên tuy hành 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nhưng với tâm cống cao nên chẳng thể hồi hướng trí nhất thiết trí được. Bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà nghĩ thế này: ta có khả năng tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc cho rằng ta có khả năng viên mãn trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì đại Bồ Tát này vì không có phương tiện thiện xảo, nên tuy hành trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nhưng với tâm cống cao nên chẳng thể hồi hướng trí nhất thiết trí được. Bạch Đức Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật mà nghĩ thế này: ta có khả năng thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, ngoài ta ra không ai có khả năng này, thì đại Bồ Tát này vì không có phương tiện thiện xảo, tuy thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật nhưng với tâm cống cao nên chẳng thể hồi hướng trí nhất thiết trí được.
Bạch Đức Thế Tôn, chúng Đại Bồ Tát như thế, nương tâm thế gian tu các thiện pháp, vì không có phương tiện thiện xảo, chấp ngã, ngã sở làm rối loạn tâm, nên tuy tu Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chưa được, chẳng có khả năng như thật điều phục tâm cống cao, cũng chẳng có khả năng như thật hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khi hành bố thí Ba La Mật Đa xuất thế, vì khéo tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng thấy người thí, kẻ thọ thí, vật bố thí, Đại Bồ Tát này nương tựa Bát Nhã Ba La Mật Đa mà hành bố thí nên có khả năng như thật điều phục tâm cống cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khi hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa xuất thế, vì khéo tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng thủ đắc tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã và tất cả pháp, Đại Bồ Tát này nương tựa Bát Nhã Ba La Mật Đa hành tịnh giới cho đến Bát Nhã nên có khả năng như thật điều phục tâm cống cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khi hành bốn niệm trụ xuất thế, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, vì khéo tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng thủ đắc bốn niệm trụ, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng và tất cả pháp, Đại Bồ Tát này nương tựa Bát Nhã Ba La Mật Đa hành bốn niệm trụ, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng nên có khả năng như thật điều phục tâm cống cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát khi thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, vì khéo tu Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chẳng thủ đắc thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật và tất cả pháp, Đại Bồ Tát này nương tựa Bát Nhã Ba La Mật Đa thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật nên có khả năng như thật điều phục tâm cống cao, cũng có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên đây nên con nói Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất là hiếm có, điều phục chúng Bồ Tát chẳng cho tâm cống cao, có khả năng hồi hướng trí nhất thiết trí.